Ok, xin chào Trung. Dạ, em chào anh Tơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Thì qua nội dung của anh chia Bên sẻ Trung như thì hơi nhỏ, không biết mọi người dưới nghe nghe âm thanh bên Trung rõ không? không biết là mọi người nghe rõ không ạ? Cho em cái tín hiệu. Xin hỏi mọi người ở dưới có nghe nghe âm thanh bên khách mời ổn không ạ? Nếu có gì khách mời sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp. Rõ hả Thu Huyền? Nghe rõ à, cảm ơn Thu Huyền. Rồi ok Trung, tốt rồi, mọi người nghe rõ rồi. Rồi em chào lại anh Thơ Quang và anh chị em cô chú trên diễn đàn. Thì cái nội dung đầu tiên em muốn chia sẻ đó là cái việc diễn ra vào ngày 18 và ngày 19 tháng 4 năm 2020 này, A22 này. Đó là Tòa án dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với 12 bị cáo có liên quan đến cái tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Với cái tội danh đó là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015. Thì có lẽ mọi người theo dõi cũng đã biết rồi, thì trong cái thời gian gần đây đó thì các cái đối tượng cốt cán của cái tổ chức khủng bố này như là các cái trung tướng rồi thứ trưởng tự phong như là Lâm Ái Huệ rồi là La Ngọc Duyên đúng không ạ, rồi Nguyễn Thị Đăng. Toàn là những người là đại tá là thiếu tướng chỉ tự phong thôi, chả có chính quyền là phong cho người ta cả. Thế nhưng người ta đã lợi dụng vào các cái có thể nói là thiếu hiểu biết, người ta lợi dụng vào những người thiếu hiểu biết là một này, những người có hoàn cảnh khó khăn, rồi người ta lấy cái lý do là người ta giúp đỡ này kia, sau đó là người ta tuyên truyền lôi kéo rồi kích động. Và cái việc mà những cái người này tham gia cái tổ chức khủng bố này thì lại được thực hiện tại nhiều nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum. Đó thì qua cái sự việc này chúng ta thấy nó là gì? Khi mà lôi kéo thì những cái người tham gia này người ta cũng đặt cho những cái bí danh. Ví dụ như là Trần Thị Ngọc Xuân thì là được đặt cho bí danh là A792 chẳng hạn, và các cái đối tượng khác. Và sau khi tham gia thì những người này đã được cái tổ chức khủng bố này người ta gửi tiền về cho để mà chi tiêu sử dụng. Thì đối tượng Xuân này thì nhận đâu có nhiều đâu, có được 300 USD, 400 đô la Canada và 3 triệu đồng tiền Việt Nam. Đấy, thì tính đi tính lại nó chỉ khoảng mười mấy triệu đồng thôi, đúng không ạ, mười mấy triệu thôi, số tiền nó không Đúng nhiều. rồi. Đấy, thế nhưng cái mà chúng ta nói đến nữa ở đây đó là gì? Ngoài cái đối tượng Xuân này ấy, tham gia thì lại còn lôi kéo thêm cả gia đình tham gia. Đó, gia đình tham gia là những ai? Đó là hướng dẫn cho 6 người gồm có chồng này, hai con ruột và ba người họ hàng của Xuân tham gia nữa. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đã lôi kéo cả những người trong gia đình tham gia. Và cái hậu quả ngày hôm nay thì kết thúc phiên xét xử sơ thẩm thì đã có những cái bản án tuyên phạt đích đáng đối với hành vi sai phạm của các cái bị cáo. Ví dụ như là Trần Thị Ngọc Xuân ấy, là 13 năm tù, Nguyễn Thanh Xoan là 12 năm tù, Lương Thị Hiền là 11 năm tù và các bị cáo còn lại là nhận mức án từ 3 tới 10 năm tù. Ngoài ra thì các bị cáo còn bị phạt quản chế từ 2 đến 3 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Mà điều đáng nói ở đây thêm một cái vấn đề nữa, đó là những người này cũng là những người lớn tuổi. Đấy, những người lớn tuổi là sinh năm là 68, 69 đúng không ạ? 68, Đúng rồi. 69 rồi 7, 7, 72 chứ cũng không phải là trẻ. Thế nhưng mà cái đau lòng ở đây mà chúng ta cần phải lưu ý đó là gì? Đó là cái điều mà hết sức là băn khoăn. Mặc dù là có nhiều cái diễn đàn không gian mạng, những người dân như anh em chúng ta hoặc những người có cái tư tưởng hoặc có cái thiên hướng quan tâm đến cái vấn đề góc độ chính trị của đất nước cũng đã thường xuyên có những cái buổi live, những cái chia sẻ để cảnh tỉnh những người dân trong nước. Rồi là gì ạ? Rồi là các cái phương tiện truyền thông của nhà nước cũng đã rất nhiều bài viết, rất nhiều các chương trình truyền hình đưa lên để phân tích, để làm rõ về cái tổ chức khủng bố này.
Thế nhưng mà rất là đau lòng khi mà người dân chúng ta lại mù quáng tin tưởng vào đó để rồi gánh lấy cái hậu quả. Mà trước đây chúng ta nhớ rồi, đó là ai? Đó là Vương Văn Thả, cũng được hứa là cho nhà cho xe rồi phong chức phong tước, cũng lôi kéo cả gia đình vào, đến lúc rồi cũng cả cha cả con các thứ đi tù cả. Thì bây giờ đến Trần Thị Ngọc Xuân và những cái người này cũng vậy. Đấy, thì mọi người tìm hiểu thì cũng biết thôi. Đào Minh Quân thì tên thật của ông ta là Đào Văn. Ông này ông sinh ngày 27 tháng 7 năm 1952, đúng là gọi là đối tượng. Thì đối tượng Đào Minh Quân này thì cũng đã vượt biên sang Hoa Kỳ năm 1978. Và nắm rõ hơn đó là cái đối tượng này trước đây nguyên là cựu trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi ông cái đối tượng này sang Mỹ thì cũng học về kỹ sư điện, sau đó cũng có một chút gọi là so với cộng đồng người Việt ở bên đó thì cũng có làm ăn hơn một chút. Sau đó từ những năm 90, 90, 92 bắt đầu mở ra từ cái hội mà tiền thân của cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này, đó là cái tổ chức cái Tân Dân Chủ. Sau đó là tự phong cho mình là thủ tướng, rồi tự phong cho mình lên tổng thống. Đấy, rồi là tự phong cho mình những cái như đạo của Đức Quốc Công rồi các kiểu. Cái đối tượng này là ai thì chúng ta có tìm hiểu chúng ta biết rồi đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì Vâng. ngày ngày 10 tháng 8 năm 2017 thì cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra cái quyết định truy nã số 54 để truy nã cái đối tượng Đào Minh Quân này, hay tên tên gọi khác đó là Đào Văn, về cái hành vi gọi là tổ chức cho tội là về những cái hành vi như là chỉ đạo các cái đối tượng trong các cái tổ chức đó lôi kéo tập hợp rồi là mua sắm phương tiện vũ khí chế tạo bom xăng bom ga đe dọa rồi xâm phạm tính mạng của công dân nhằm chống chính quyền nhân dân. Đấy, thì cái quyết định truy nã này hiện nay của cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an người ta công khai trên toàn quốc và trên các cái không gian mạng xã hội rồi là các cái cơ quan hành chính nhà nước, thì đáng lẽ ra những người dân trong nước như chúng ta cũng có thể tìm hiểu và biết được đúng không ạ? Biết được. Và mục đích của cái đối tượng này khi mà thực hiện kích động những cái hành động đó là gì? Dĩ nhiên là vi phạm pháp luật Việt Nam, đó là gì? Đó là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thì đáng ra những người này người ta có tìm hiểu, có nắm bắt thì người ta sẽ không vướng phải vòng lao lý như ngày hôm nay. Thế nhưng đây là một cái bài học nữa để cảnh tỉnh cho những người người dân ấy, mà có thể là nhẹ dạ cả tin hay là vì một chút về lợi ích kinh tế nhìn nhận cho đúng sự việc, đúng hiện tượng, đúng đối tượng để mà tránh xa, đúng không? Để mà tránh xa. Bởi vì hậu quả cuối cùng cũng chính là bản thân những người này và gia đình những người này phải gánh chịu. Chứ những đối tượng ở nước ngoài nó chống phá thì nó gửi cho các anh mười mấy 20 triệu xong là nó thôi. Trong khi đó thì các đối tượng này ở nước ngoài thì sao? Chúng ta theo dõi, chúng ta biết rồi. Liên tục kêu gọi quyên góp nhằm chống phá nhà nước. Nhưng mà rồi cuối cùng là sao ạ? Cuối cùng là gửi thì chả đáng bao nhiêu. Và rồi chia chác không đâu vào đâu. Ngay cả cái chính phủ quốc gia Việt Nam, cái tổ chức khủng bố của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này, đấy, là cũng đã bung bét ra rồi. Từ những người như là Quách Thế Hùng hay là Tuệ Lan, ngay kể cả cái đối tượng như Đông Tà cũng thế thôi, đúng không ạ? Cũng tích cực tham gia rồi, cuối cùng cũng vì tiền vì nong lên mạng đấu tố với nhau. Chúng ta lên các kênh Gắn thông tin chúng xe. ta tìm chúng ta xem chúng ta thấy thôi, đúng không ạ? Đấu tố nhau về liên quan vấn đề kinh tế, lừa lọc nhau, yêu cầu về trả tiền này trả tiền nọ. Đấy, thì ngay trên kênh YouTube Tây Nguyên TV của em cũng đã có một cái clip nói rõ về cái tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và cá nhân của cái tay Đào Minh Quân này là như thế nào. Và trong đó em cũng đã đăng cái hình ảnh của cái quyết định truy nã của cơ quan điều tra Bộ Công an lên đó. Mục đích là gì? Để cho mọi người có thể tiếp cận. Có thể trước đây mọi người không tìm hiểu, chưa nắm bắt thì có thể tiếp cận lắng nghe để mà nắm, để mà tránh những cái đối tượng này ra.
đồng thời là cũng 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 là bài học cảnh tỉnh nữa. Nhưng mà trong đó thì có lẽ là cái việc mà những cái người tham gia vào cái các cái tổ chức này thì chắc chắn là sẽ phải gánh chịu hậu quả thôi, và em nghĩ là chắc chắn là sẽ còn. Và từ trước Đúng đến rồi. nay ấy, thì rất nhiều đối tượng tham gia cái tổ chức này do Đào Minh Quân cầm đầu đã lần lượt là vướng vòng lao lý hết rồi. Đấy, thì mọi người nhìn đó là bài bài học, là bài là cái tấm gương để mà cảnh tỉnh, đúng không? Đừng có tin vào những cái kẻ mà nó xúi giục chúng ta, nó ở nước ngoài, nó không chịu sự chi phối của pháp luật Việt Nam, nó cứ gọi điện hoặc là nó nói chuyện qua Facebook hoặc các mạng xã hội khác, nó xui các anh các chị tham gia với nó, tham gia này tham gia nọ, rồi cuối cùng là sao? Rồi cuối cùng là các anh vi phạm pháp luật. Mà vi phạm pháp luật là nó bỏ rơi các anh, đúng như ngày xưa chúng nó bị bỏ rơi như thế nào thì bây giờ nó bỏ rơi các anh các chị như thế. Thế nên là cái này chúng ta cần phải có cái chia sẻ thêm để cho mọi người có thể nắm bắt được những cái thành phần này, để chúng ta chia sẻ rộng rãi hơn nữa trên các cái nền tảng mạng xã hội, để cho mọi người cùng tìm hiểu, cùng vạch rõ ra cái ranh giới, cũng như là vạch ra cái bản chất xấu xa, đê hèn của những cái thành phần, những cái tổ chức này, để mọi người cùng cảnh giác. Đó là cái góc độ thứ nhất mà em muốn chia sẻ. Và nói thật là Cái khi này là mà chung 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 trước dạ trước trước khi chung vào cái vấn đề thứ hai á, thì và câu chuyện của 12 nhân vật này cũng như của Vương Văn Thả đó, thì anh cũng muốn chia sẻ thêm một điều như thế này nè. Nếu chúng ta nhìn lại những cái con người đã vi phạm pháp luật về cái việc mà tham gia cái tổ chức Đào Minh Quân á, chúng ta tìm hiểu kỹ ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng hầu như tất cả bọn họ là gì, cái vấn đề gọi là thiếu nhận thức, tức là mình nói ra là cái vấn đề gọi là trình độ đó. Trình độ nhìn nhìn nhận của họ nó có phần hạn chế, và cụ thể rằng là họ mơ hồ lắm, có những cái họ mơ hồ lắm. Để làm gì? Và chính những cái đối tượng bên kia đó, như cái tổ chức Đào Minh Quân á, và những cái gọi là tuyển trạch viên ha, mình làm tạm gọi là tuyển trạch viên đi, là những con người lên tham gia không gian mạng để đi tìm hiểu những nhân vật đó, để tiếp cận và tác động xúi giục họ vào cái con đường, tham gia vào con đường đó. Thì cái thủ đoạn nè, ở đây Thơ Quang muốn đưa ra cái thủ đoạn của cái bọn bên kia đó, cái bọn chống phá đó, nó khốn nạn ở cái điểm này mọi người, tâm lý mà, đúng không? Ví dụ cái biện tiếp cận đầu tiên là gì? Làm quen rồi xã giao thôi. Rồi ví dụ nó cảm thấy được, nó bắt đầu nó mua chuộc bằng cách gì? Đơn giản lắm mà dễ dễ dính lắm, đó là gì? Thôi giờ bạn đang xài cái điện thoại gì vậy? Thôi để tôi gửi về cho bạn cái iPhone, tôi gửi về cho các bạn một cái iPhone bạn xài, xã giao thôi, đúng chưa? Cái đó đâu ai từ chối đâu, quà mà, đúng không? Chơi với nhau cứ tặng quà nhau bình thường, rồi cầm iPhone xài. Cầm iPhone xài á thì dĩ nhiên là có sự tương tác trao đổi với bọn nó bên kia. Thì những cái thông tin gì nó mang cái tính gọi là những người xài mà người ta vô tư, người ta nghĩ là chỉ cần trao đổi qua Messenger hay trao đổi qua tin nhắn hay trao đổi qua email vân vân mây mây. Dù có cái chuyện gì có vi phạm pháp luật đi nữa thì chỉ những người trong cuộc mới biết thôi, đúng không? Ở ngoài an ninh làm sao biết được. Đó. Rồi tiếp theo cái độ khốn nạn của những phần bên kia là đây nè. Khi nó cao cái iPhone nó tặng quà đó là nó giữ mật mã iCloud. Mọi người đúng không? Biết cái chung nói vậy chung hiểu gì? Tức là hình dung ra được đúng không? Cái mật mật mã iCloud trong cái iPhone đó. Để làm gì? Tức là mọi nội dung ở trong cái điện thoại của người được tặng á là tụi nó kiểm soát hết. Ha. Và đến khi cái người được tặng quà, tặng điện thoại gì đó mà sực tỉnh ra đó, giống như cảm thấy là mình bị lún sâu và muốn rút ra đó, muốn dừng chân lại rút ra thì rút không được nữa. Thì ngược lại tụi nó khốn nè, tụi nó dùng những cái đó đó, tụi nó khống chế lại những con người kia. Đại khái bây giờ mày chỉ đi tiếp thôi, mày dừng lại tao sẽ đưa những thông tin này báo lên công an Việt Nam, cho công an Việt Nam, đây là bằng chứng để công an Việt Nam bắt tụi bay. Bây giờ tụi bay phải tiếp tục hợp tác, khống chế luôn, chung hiểu không? Khống chế họ luôn, không hợp tác
là sẽ mang lên trình báo cho cơ quan công an để cơ quan công an xuống bắt. Rồi bây giờ thôi cứ hợp tác đi, không có gì đâu, mà chị em xui rồi mỗi tháng ta sẽ cho thêm. Tức là bây giờ con mồi đã vào bẫy rồi, vào chồng rồi. Là những người kia họ không giải gì nữa, họ chỉ làm theo những cái điều bọn này sai khiến. Sau đó bọn nó tiếp tục đưa những thông tin, những bài gì đó mà tụi nó muốn những con người này là cái kênh lan tỏa ra, mà bọn người những người này chỉ việc làm theo thôi. Và mỗi tháng, mỗi năm gì đó lâu lâu nó gửi về cho ít đô, ít tiền gì đó để xài. Thì họ họ đơn giản mà, họ đơn giản mà, họ chỉ nghĩ thôi kệ vậy đi. À, mỗi tháng có thêm tiền, có thêm đồ thế này thế nọ vân vân mây mây, và mình không bị công an bắt nữa. Bởi vì nếu nếu mà tụi kia mà nó đưa ra đó thì mình sẽ bị công an bắt, an ninh bắt. Đó, cái khốn nạn của tụi nó nằm ở điểm đó. Cho nên nhận thêm cái thủ đoạn này để mình muốn đưa ra là gì? Cho mọi người nên cảnh tỉnh, cho những người trẻ hoặc là những người gọi là thiếu hiểu biết đó, đừng có vội vàng nha, đừng có vội vàng mà thí dụ tôi chơi với Việt Kiều tặng quà cho tôi thì cái chuyện nó hoàn toàn bình thường, nhưng cái thủ đoạn khốn nạn của tụi nó nằm ở cái chỗ đó, nằm ở cái chỗ đó. Cầm cái điện thoại đó rồi là coi như là cầm một cái gián điệp trong người rồi đó. Mọi thông tin, mọi nhất cử nhất động, thậm chí là mình đi đâu làm gì, nó định vị, nó thấy hết, nó biết hết, nó khống chế luôn con mồi luôn. Trùng thấy ghê chưa? Nè, đó đó đây này, qua cái câu chuyện đó thì chúng ta nhiều khi cũng thắc mắc đúng không? Nhiều người cũng thắc mắc nó tại sao, rõ ràng là nhìn thằng Đào Minh Quân là ảo, thừa biết Đào Minh Quân là ảo, thừa biết ba cái tổ chức ba que sổ lá bên kia là chỉ là lừa đảo không có con mẹ gì hết, mà tại sao họ vẫn lao theo họ làm? Tiền thì không có bao nhiêu hết á, tiền sau ra không có nhiêu đó, chung nó mọi dữ liệu chung đã thấy hết, 300 đô cùng lắm 300 đô, thằng nào nhiều lắm 500 đô, tính ra được có nhiêu vài triệu tiền Việt chứ mấy, mà lao vào làm cái công chuyện vi phạm pháp luật đó. Cho nên chúng ta phải hiểu thêm cái mắt mú và cái bẫy gọi là khốn nạn của đám kia, nó nằm ở cái đoạn này nữa, nó nằm ở đoạn này nữa, không đơn giản là quà đâu nha. À đừng có nghe đó, đang xài gì đó, dạ đang xài cua bắp, mau giục cua bắp đi, mai tao gọi cho mày cái iPhone Max Pro 13. Ủa ai chẳng khoái không, đúng không, nghe là khoái liền. Rồi gửi quà tặng quà mà, gửi tặng bình thường mà, kể cả bây giờ họ thừa biết là họ tổ chức phản động luôn á, nhưng mà gửi cho cái điện thoại đâu có gì đâu mà sợ, cầm liền. Rồi cầm thì rõ ràng là sao, là phải có liên lạc. Rồi liên lạc là mọi cái, mọi vấn đề là nằm trong đó hết luôn, dính hết luôn. Rồi, xin lỗi anh đã bị chói. Đúng không? Rồi giải đi đâu? Nó khổ cho nó chung. Mà chung thấy nó ghê không chung? Rồi, xin mời chung. Dạ Chào thì chú thực ra Ba. anh em chúng ta đều biết rồi, có nghĩa là cái tài sản này, với cái chiêu trò là như thế này, có nghĩa là những cái tổ chức khủng bố này thì người ta cũng lựa chọn những người không riêng gì những Chào người thiếu ra hiểu biết hay là những người có cái tư tưởng không tốt tư đối với tưởng. nhà nước, mà kể cả những cái người có tư tưởng thiên hướng quan tâm về chính trị của đất nước hay lên phản biện cũng vậy, thì thường là các cái đối tượng này nó lần mò vào các cái diễn đàn đó. Đầu tiên là nó Tặng sẽ đúng tìm rồi. hiểu, ở nó kích động, nó gây chia Nắm rẽ, bắt. làm cho một cái diễn đàn nào đó có thể là sẽ đầu tiên là sẽ lôi ra đấu tố nhau cá nhân đó, là để làm suy yếu đi cái tiếng nói của những người trong nước. Đó là mục đích đầu tiên của nó. Sau khi mà nó tiếp cận được, nó săn được con mồi rồi thì nó sẽ gửi tiền, gửi quà, gửi điện thoại, sau đó nó khống chế, bởi vì những cái đó nó thuộc về bằng chứng mà. Nếu như mà mày đã tham gia là mày bỏ phiếu trưng cầu dân ý chẳng hạn để bầu cho tay tổng thống Đào Minh Quân này chẳng hạn đấy, và tao gửi tiền gửi điện thoại các thứ cho mày rồi, nếu như mày không theo tao, không tiếp tục hoạt động mà mày có ý này ý kia thì tao sẽ gửi cái này gọi là bằng chứng vào cơ quan an ninh của Bộ Công an Việt Nam chẳng Rồi. hạn để người ta truy tố mày về cái hành vi này hành vi kia. Thế là nó nắm bắt vào cái tâm lý đó là thứ hai. Cái thứ ba nữa là nó đánh vào ai, nó chuyên sử dụng các chiêu trò, nó gửi tiền về để cho những cái người này tham gia đi các cái hoạt động từ thiện, ví dụ như tặng quà những một số nhà người nghèo, nhưng mà đồng thời đó là gì, đồng thời nó qua đó nó in ấn, nó kèm theo các cái tài liệu chống phá, và nó phát luôn cho những cái người đó, những người mà được nhận tiền đó.
nó nhằm là lôi kéo lực lượng thôi, chứ cũng ngoài ra không có gì cả. Thì cái tổng thể mà chúng ta nhìn lại đó là gì? Đó là nó đánh vào những người có thể là chưa tìm hiểu, hoặc là thiếu hiểu biết, hoặc là có những cái tư tưởng thù hằn vân vân cả đó, và nó đánh vào những cái người mà có thu nhập thấp đấy, đang cần tiền, thì nó đánh vào những cái người đó thì vội vàng, đúng không ạ? Có thể là vội vàng tin theo nó, rồi đến khi hậu quả thì chúng ta thấy rồi, cái thực chất tài sản của những người này nhận được đâu bao nhiêu đâu, nhưng cái hậu quả trả Đúng rồi. giá toàn là 10 năm, hơn 10 năm tù, nó rất là đau đớn, mà cá nhân không nói, còn lôi kéo cả chồng con vào nữa, đúng không ạ? Nó là một cái sự trả giá quá lớn đối với những hành vi sai trái. Dĩ nhiên đó, hành vi vi phạm pháp luật đó bị xử lý theo cái khung hình phạt đó, nó là thích đáng với hành vi anh gây ra thôi. Thế nhưng đó là sự trả giá quá lớn của một con người hoặc của một gia đình đối với cái hành vi mà vi phạm pháp luật, nhưng mà một cách nó mù quáng. Bởi vì chúng ta nhìn lại một chút thì tất cả các cái tổ chức này chống phá nhà nước Việt Nam thì có cái tổ chức nào nó ra hồn đâu, đúng không ạ? Thế bây giờ thử hỏi, Đúng nó cứ nói là nó ở bên Mỹ, nó có 12 sư đoàn, nó có xe này xe rồi. nọ, xe bọc thép rồi xe tăng rồi máy bay, thế tiền đâu bọn nó mua? Nó mua rồi nó đỗ ở đâu, đúng không ạ? Với hai nữa là các cái đơn vị tổ chức quân đội thì người ta phải có doanh trại đóng quân, đúng không ạ? Rồi là phải có các cái thao trường huấn luyện binh lính chẳng hạn, rồi nó có cái này có cái kia. Thế bây giờ nhìn lại các cái tổ chức này, ngoài nó ra rả nó viết bài, nó rồi nó lên mạng nó chửi bới, nó bới móc các thứ ra, thì nó có cái cơ sở vật chất gì đâu. Và chúng ta phải nên hiểu là nước Mỹ cũng vậy thôi, hay nước khác vậy thôi, chả có nước nào người ta cho bất kỳ một cái thế lực nào thành lập quân đội trên quốc gia đất nước người ta cả. Thì chúng ta phải phải nhìn Đúng nhận góc độ này để mà thấy được là gì, là chúng nó lợi dụng vào đó thôi, lợi dụng vào đó. Thì mọi người theo dõi cái đối tượng Đào Minh Quân này thì rất nhiều người đã bóc mẽ đối tượng này rồi, đúng không ạ? Rất nhiều người, chứ không phải là riêng riêng một 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 ấy, trong nước cũng có mà ngoài nước cũng có, diễn đàn có, cá nhân có, người ta lên người ta tìm hiểu, và thậm chí có những người trực tiếp ở trong cái tổ chức này, khi người ta không không có, có nghĩa là không đủ tiền để đóng góp các thứ, rồi bắt đầu là luồn rẫy rồi dọa nạt rồi thăng cấp hạ cấp. Đào Minh Quân đại diện cho ai? Chả đại diện cho một cái chính phủ quốc gia nào cả, chả có một tí quyền lực nào cả, bảo thích phong thì phong, thích giáng thì giáng. Đó là một cái chiêu trò nó đánh vào tâm lý của những người luôn ôm mộng hão huyền, mong được phong chức phong tước. Đấy, giả sử chúng ta nhìn đi, tất cả các quốc gia người ta khi sử dụng con người ta sử dụng những người có hiểu biết, có trình độ, đúng không ạ? Chứ ai người ta sử dụng những cái người những kiểu toàn làm những cái việc như kiểu ở bên 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 Mỹ đấy, chúng ta tìm hiểu như bác Cầm hay nói đấy, hỏi chứ mày lên mày mày nói vậy chứ hỏi làm gì? Dạ em làm xe ôm, em đi rửa bát, còn em nữa thì lại vô gia cư homeless, đúng không ạ? Không ai ta sử dụng những đối tượng đó. Đấy, thế nên là cái góc độ này nó là cái giá trị thì nhỏ, nhưng mà cái giá phải trả thì cực kỳ đắt, thì mọi người cũng cần phải cảnh giác. Đấy, và rất nhiều lần em nêu vấn đề này rồi, giả sử Việt Nam chúng ta mà có xảy ra vấn đề gì liên quan đến 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 chính trị bất ổn và an ninh quốc gia bị lâm nguy, thì chắc chắn những đối tượng này nó không bao giờ nó về nước, nó sát cánh cùng với người dân trong nước, mà nó chỉ ở ngoài, đúng không ạ? Nó ra rả, nó live stream, nó lên nó chửi các anh các chị là gì, là ngu, ai bảo nghe theo lời Đúng nó. rồi. Thì không biết ý của anh như nào, thì anh cũng em cũng cảm ơn anh và mọi người đã cho em chia sẻ. Ok chung thì ý của chung á, thì anh rất ghi nhận cái đó cũng 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 rất là hay á.